Đối với những người có tín ngưỡng thần Phật mà nói, con người là do thần tạo ra, kể cả vật chất, của cải, thậm chí là văn hóa, cảm xúc và mọi thứ thuộc về tinh thần trong xã hội cũng đều là do thần ban cấp mới có được. Vậy nên, con người làm gì cũng nên khiêm nhường, kính thần. Tuy nhiên, thời kỳ văn minh nào của nhân loại cũng có những cá nhân vô cùng bướng bỉnh, tâm đã không kính sợ mà còn biểu hiện ra những hành động vô lễ với thần, để rồi bản thân phải chịu khổ ải, ngàn năm khó thoát như câu chuyện dưới đây. Một lời bất kính, vạn kiếp giăng tơ. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại có một vị nữ thần tên Athena. Con người nơi đây xem nữ thần Athena là một vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ để kính phụng. Vào thời đó, có một người con gái rất giỏi dệt vải và thêu thùa tên Dragni. Cô là con gái của một người thợ nhuộm. Những sản phẩm được dệt ra từ tay của cô nàng vô cùng tinh xảo. Nếu cô nhận tài năng của mình là thứ nhì, thì có lẽ cũng không có ai dám đứng ra nhận là thứ nhất. Ai cũng khen ngợi Dragni thật tài hoa, bản thân cô cũng rất tự hào về mình. Thế nhưng, con người lâu ngày ngập chìm trong những lời khen tụng như thế, cái tâm kiêu ngạo bắt đầu trỗi dậy. Rồi một ngày kia, Dragni thẳng thừng tuyên bố rằng, trên đời này bất kể ai, dù là phàm nhân hay nữ thần Athena, cũng đều không thể vượt qua tôi về kỹ thuật dệt. Mọi người xung quanh khi nghe thấy liền biết đây chính là khởi đầu của tai họa. Vì sự bất kính với thần linh nên cố gắng khuyên can, nhưng Dragni vẫn không chịu thu lại những lời mạo phạm thần linh này, vẫn cứ chấp mê bất ngộ như thế. Biết được chuyện này, nữ thần Athena muốn cứu vãn cô gái đáng thương kia nên liền biến thành một bà lão đội khăn xếp đi xuống trần gian. Khi đến ngôi làng và thấy Dragni đang ngồi bên khung cửi dệt vải, bà lão liền cất lời khen. Ồ, tấm vải của cô đẹp quá, cô gái của ta. Đây là phước lành mà nữ thần Athena ban cho. Đúng là nữ thần ấy, Athena, người đã ban khung dệt cho những người phụ nữ, đồng thời truyền xuất ra một chút kỹ nghệ của người đã chỉ dạy cho các nàng. Dragni nghe nói vậy thì rất giận dữ. Bà nói sao? Đây chỉ là một chút kỹ nghệ của nữ thần ấy thôi sao? Athena có thể dệt ra một tấm vải tốt như thế này không? Bà lão lắc đầu ôn tồn nói. Cô gái của ta, con đừng nói những lời này. Con người làm sao có thể vượt qua thần được? Ta không phải đã nói rồi sao? Kỹ thuật của con không tệ, nhưng con làm sao có thể so sánh với thần được chứ? Bà nói tiếp. Ta có một chút kinh nghiệm, hy vọng con đừng xem thường lời khuyên của ta. Nếu con muốn thì có thể đi so bì với những người khác, nhưng ngàn vạn lần đừng nên tranh cao thấp với thần. Dragni ngừng dệt, trừng mắt nhìn bà lão mà khẳng định đầy thách thức. Bà hãy dùng những lời vừa rồi để khuyên con gái và người làm của bà ấy. Tôi không sợ vị nữ thần đó. Nếu như nữ thần ấy dám, vậy thì cứ đến đây mà thể hiện một chút bản lĩnh ra xem sao. Bà lão nghe vậy thì nghiêm khắc nói rằng, ngài ấy đến rồi. Vừa dứt lời, nữ thần liền hiện ra hình tượng chân thực của mình. Những người xung quanh thấy vậy liền cúi đầu thật sâu, còn Dragni vẫn ngoan cố không chịu từ bỏ quan điểm của mình, nhất định muốn cùng thần tranh cao thấp. Để cô gái đáng thương kia tâm phục, khẩu phục, nữ thần Athena rất nhanh đã dệt xong một tấm vải. Chính giữa là hình các vị thần uy nghiêm, bốn góc hoa văn còn dệt những câu chuyện về các vị thần trừng phạt những kẻ bất kính với thần. Bốn bên còn dệt vòng hoa cho lá ô liu tạo thành. Đây chính là lời cảnh cáo ở Dragni, khuyên cô kịp thời nhận ra sai lầm của mình. Nhưng cô gái vẫn không chịu nhận thua, vẫn đang cố gắng khom người trên khung cửi mà dệt vải. Sản phẩm cũng rất tinh xảo, nhưng hoa văn trong đó lại thể hiện sự bất kính với thần, thậm chí là miệt thị. Nhìn thấy điều này, nữ thần Athena liền biến tác phẩm khinh nhờn thần này thành những mảnh vụn và khẽ chạm vào trán của Dragni khiến cô nhận ra sai lầm của mình. Dragni lập tức cảm thấy tội lỗi và xấu hổ. Tuy nhiên tội khinh nhờn thần của cô tất phải bị trừng phạt. Nữ thần nói, hỡi người có tội kia, vì để cho ngươi vĩnh viễn nhớ lấy bài học giáo huấn này, ngươi và con cháu của ngươi đời sau sẽ vĩnh viễn treo trên không trung mà dệt không ngừng. Vừa dứt lời, người Dragni lập tức co rút lại, da biến thành màu đen, cuối cùng trở thành một con nhện treo trên không trung, vĩnh viễn không ngừng đan mạng nhện.